Tiếp tục S219 làm bùn đốt tại shop nha anh em. Shop làm vệ sinh bằng carbon X blue gem nha. Còn lúc nãy cái xúc bắp nạp này cái hình nó ghê tởm lắm, giờ mình vệ sinh đã bớt đi một phần rồi. Xe này chủ xe đi đó mấy năm rồi nhưng mà chưa có làm. Còn cái họng ga này mình đã tháo từng chi tiết ra, mình đã vệ sinh sạch sẽ, giờ mình đã lắp vào lại. Họng ga thì vệ sinh nằm trong cái gói bùn đốt luôn, kim phun họng ga, bùn đốt, số bắp nạp là mình làm trọn gói là 500 ngàn nha. Còn kim phun thì mình vệ sinh bằng dung dịch của Liwi. Này mình vệ sinh trực tiếp trên xe nha. Xe này chủ xe nói phuộc trước yếu và kêu cục cục, cho nên là mình đã thay luôn cặp lò xo. Lò xo là xo zin nha anh em. Lò xo mình thay đã thay vào xe là khắc phục cái tình trạng kêu cục cục nha. Mình đã thay luôn dầu phuộc phúc sicolin. Dầu này là hàng xịn nha anh em. Còn đây là cái nồi xoay. Trong lúc mình làm, mình đã làm xong sạch sẽ, mình lắp lại mà mình nồi xoay cho anh em xem. Còn mấy cái ố đen đen là nó còn sót lại đó anh em. Còn màu trắng là mình đã sạch sẽ rồi. Cái ố màu đen này nó đã mềm ra như mình hút không hết nha anh em. Cái này mình nổ máy là tự động nó cái bích tông nó đánh lên đánh xuống, nó sẽ văng ra ngoài theo đường bô luôn nha. Ra ngoài được nên là mình không có quan trọng cái này. Sau khi gáp hồng tóc và mình nổ máy, mình kiểm tra thì xe này đang dính 7 lỗi quá khứ nha anh em. Mấy cái lỗi này thì shop sẽ xóa miễn phí cho anh em luôn. Tại vì mình làm thì thường mình sẽ xóa mấy cái lỗi này và reset lại để mà máy nó chạy nó êm hơn. Anh em không xóa cũng được, nhưng mà cái độ nhạy RMT nó không có êm bằng lúc mình reset lại trạng thái ban đầu nha anh em.